bà Phương Hằng tuyên bố không xuất hiện trong đêm trung thu sau khi bị đàm Vĩnh Hưng khởi kiện. Thông báo mới đây nhất của CEO Đại Nam khiến dân tình không khỏi bất ngờ. CEO Đại Nam chính là cái tên nhận được sự quan tâm bậc nhất từ cộng đồng mạng trong suốt thời gian gần đây khi yêu cầu loạt nghệ sĩ Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, Công Vinh phải tiến hành sao kê tiền từ thiện. Những cái tên này sau đó đều tiến hành sao kê, giải trình tất tần tật mọi khoản thu chi như yêu cầu của CEO Đại Nam lẫn cộng đồng mạng. Mới đây nhất, ceo đại nam còn bị ca sĩ đàm vĩnh hưng gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về hành vi làm nhục người khác vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nữ ceo đại nam đặc biệt là theo đúng lịch hẹn tối nay nữ doanh nhân sẽ có buổi giao lưu đảm đạo với các fan thế nhưng bất ngờ thay nữ ceo đã quyết định ngưng xuất hiện để đón tiệc sinh nhật với con trai cương huỳnh hàng hữu mặc dù trước đó đã hứa sẽ cùng ăn bánh trung thu vui vẻ với cả nhà yêu trên mạng trước đó không lâu ceo đại nam cùng ông dũng lò vôi cũng tổ chức sinh nhật cho cô con gái natalie buổi tiệc sinh nhật quy tụ đầy đủ các thành viên trong gia đình các bức ảnh sau đó được bà chủ đại nam chia sẻ đã gây bão cõi mạng bên cạnh việc tạm hoãn buổi livestream tối nay động thái mới đây của ceo đại nam sau khi bị đàm vĩnh hương khởi kiện cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân sở hữu tích xanh, bà chủ khu du lịch 6.000 tỷ viết, Quý vị ơi, em hôm nay em bị ảnh đầm kiện em rồi. Em lo lắng quá đi. Kêu sao kê mà xạ. Ok. Thứ năm em sẽ trở lại lợi hại hơn xưa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.